Ngày xưa có hai anh em, người nào cũng đã có vợ và ra ở riêng. Vợ chồng người anh tóc bồ dạ lụn, có của ăn của đẻ, nhưng keo kiệt thì không ai bằng. Trái lại, vợ chồng người em tuy không tấc đất cắm rùi, nhưng lại tốt bụng đối đãi với bà con làng xóm như bát nước đầy. Tuy họ phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi thân, nhưng anh nghèo khó vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Một hôm, có lão ăn mày rách dưới lần vào ngõ nhà người anh để xin ăn. Nhưng vợ chồng nhà này vừa trông thấy lão thì mặt đã rắn lại như đá cuội. Chúng đã không thí cho lão chút gì, lại còn thả chó dữ ra khiến lão phải nhanh chân lùi bước. Khi lọt vào cổng nhà người em thì vợ chồng nhà này đang ăn cháo bữa chiều. Trông thấy ông già có vẻ đói là người chồng liền ra dắt tay đưa vào ngồi bên cạnh mâm. Anh bảo vợ múc thêm cháo ra bát và nói: "Mời cụ ăn bát cháo với chúng tôi cho đỡ dạ, rồi hãy đi nhà khác." Ông lão ăn xong một bát, lại xin thêm bát nữa, rồi bát nữa. Tuy cháo không nhiều, nhưng hai vợ chồng vẫn múc không ngần ngại. Ăn xong, ông lão chống gậy đứng lên, rồi đột ngột bảo hai người: "Các con nghèo mà lại thảo, thật đáng quý. Ta biết có một chỗ có nhiều vàng bạc, vậy hãy theo ta lên núi, ta chỉ cho." Hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác, thấy ông lão thúc giục đôi ba phen mới tin là ông không đánh lừa, bèn đánh đạo đi theo ông lão. Lên núi, trèo lên một hòn núi cao, đã nhìn thấy một nền gạch và mấy bậc thềm. Vào sâu một đoạn nữa thì thấy hai con chó đá đang trèo trước một cái bệ. Ông lão bước lại gần, sẵn cái gậy trúc ở tay, ông cầm gõ vào đầu chó ba cái. Bỗng nhiên chó đá há miệng thật to. Ông lão bảo: "Đấy, ta còn muốn lấy bao nhiêu vàng bạc thì lấy." Hai vợ chồng đang rụt rè thì bỗng chốc ông lão đã biến đi đâu mất. Chồng đánh bảo thò tay vào miệng chó mà khoắng, thì quả nhiên lấy ra được những thỏi sáng rấp rới. Bèn lấy vội mỗi người mấy thỏi dắt lưng đem về. Từ đó họ giàu có sung sướng. Vợ chồng người anh thấy em đang nghèo sơ nghèo xác, bỗng chốc tậu ruộng, làm nhà, mua trâu, thuê người thì hết sức ngạc nhiên. Bèn tìm đến nhà em để xem tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Vợ chồng người em vốn thật bụng, vui lòng kể lại vật đỏ gặp một ông tiên giả dạng ăn mày cho anh chị nghe. Nghe xong, người anh vội nói: "Tưởng là ai, chứ ông lão ấy hôm nọ có đến ăn xin ở bên nhà. Rõ thích chứa, thế mà chúng ta lại không biết." Từ đó, hai vợ chồng người anh thường để ý tìm kiếm ông lão ăn xin, hy vọng được của như em. Họ đi đến các làng mạc, chợ búa, họ còn thuê người đến tận các nơi xa để tìm tòi, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Một hôm, vừa ra khỏi cổng, người chồng đã bắt gặp ông lão đang ngồi bên vệ đường, vẫn chiếc áo nơ rách, cây gậy trúc trong tay và bộ râu trắng xóa không thể nhìn vào đâu được. Hắn bèn chạy ngay đến, cung kính chào hỏi, và khác với lần trước, hắn cố trèo kéo bằng được ông lão về nhà mình. Khi ông lão đang ngồi yên vị đâu đấy, hắn quát người nhà giết gà làm cỗ mời ông lão sơ. Đợi cho ông lão ăn xong, hai vợ chồng mới đến gần, quỳ xuống nói: "Hôm nọ tiên ông giúp cho nhà chúng nó được vàng được bạc, thật là quý hóa. Chúng tôi với chỗ chú nó là ruột già, vậy xin ông hãy rủ lòng thương để hai anh em được đội ơn luôn thể, chúng tôi không bao giờ quên." Ông lão nghe xong gật gù nói: "Cũng được, vậy thì hãy đi theo lão." Hai vợ chồng hí hửng mang theo quang gánh lật đật chạy theo. Đi đến nơi, ông lão cũng dùng gậy trúc gõ vào đầu một con chó đá. Chó vừa há miệng thì chồng đã nhanh tay thò vào, nhưng tay hắn chưa kịp rút ra thì chó đá đã ngậm miệng lại. Hắn ta cuống cuồng quay lại cầu cứu tiên ông, thì tiên ông đã biến mất từ lúc nào. Vợ cố lôi kéo hộ chồng, nhưng miệng chó đá ngậm chặt không thể gỡ nổi. "Thôi, đích là tiên ông trừng phạt về tội tham lam của chúng ta." Nói xong, hai vợ chồng nhìn nhau khóc lóc than thở. Cuối cùng chồng bảo vợ: "Này chết thì không chết, mà rút cũng không rút ra được. Bây giờ trời đã chiều, nàng hãy về kiếm cơm cháo hàng ngày đưa lên cho tôi với, để may chi kéo dài cuộc sống thừa."
Từ đó, hàng ngày vợ lo cơm nước lên núi cho chồng ăn. Khi chồng ăn xong, vợ lại về chuẩn bị cho ngày mai. Cứ như thế, trong 3 năm đi đi về về không biết mệt, người vợ cũng đã bán hết ruộng vườn, nhà cửa để cung đốn cho chồng. Một hôm, sau khi ăn xong, chồng bảo vợ: "Ta vì tham của nên mới ra nông nỗi này. Nay tài sản đã khánh kiệt, chắc không thể kéo dài cuộc sống như thế này được mãi. Thôi, sẵn hôm nay vắng vẻ, nàng hãy xích lại đây cho ta được vui đùa một lát, kẻo chết là hết." Thấy chồng văn nài nhiều lần, vợ cũng thương hại, bèn chiều chồng xích lại một bên. Nhưng khi vợ vừa cởi áo sống thì chó đá đã há miệng ra cười. Chồng vội vàng rút cánh tay bị cầm giữ bấy lâu trong hàm chó, rồi cả hai chẳng nghĩ đến sửa soạn, cứ thế chạy một mạch xuống núi, không dám ngoảnh cổ lại. Ngày nay còn có câu tục ngữ chó đá biết cười, ý nói có những việc thậm chí làm cho chó đá cũng không thể nhịn được là do chuyện trên mà ra.